trong xi lanh vẫn đang sử dụng loại vật liệu lọc bóng nano này đi. Hắn thật sự sẽ giết chết con cá nhỏ trong bể của bạn, đây là vấn đề. Sáng nay đến cửa hàng đã phát hiện cái bình này quá nấm bột nữa rồi, nhìn cũng không được nữa. Đến máy bơm nước cái này đã là lượng không khí nhiều rồi, hơi thở ít hơn, lấy dải kiểm tra ra để kiểm tra chất lượng nước chắc chắn rồi, pH đã dưới 6 rồi. Đây là lại rơi chua rồi, cũng đều là nuôi cá vàng, cho ăn cùng một sợi dây các xi lanh khác sẽ không rơi acid. Cái xi lanh này rơi acid thôi. Thay nước 1, 3, bảo vệ mạng sống của con cá nhỏ trong bể. Đây là lần thứ 3 cái bình này rơi acid rồi. Bây giờ tôi nghi ngờ nghiêm trọng, chính là củi xanh trong thùng này có vấn đề. Bởi vì trong bình này không có gì, đó là những quả bóng nano còn lại từ khi tôi mở cửa hàng cách đây rất lâu. Đây vẫn chưa sẵn sàng để mất. Đã sử dụng acid rơi trong xi lanh này 3 lần rồi. Lần đầu tiên chết 10 mấy cái, lần thứ 2 chết 2-3 người. Lần này phát hiện sớm, những con cá nhỏ này vẫn còn sống. Cứu một chút xem có thể cứu được không. Đầu tiên hãy cho nó nổ oxy bằng đĩa oxy, sau đó thay nước 1, 3, thêm muối đặc biệt cho bể cá, lại đến siêu thị mua một gói baking soda thiết thực. Tác dụng của các bước này tất cả đều là để tăng độ pH trong xi lanh, chống lại axit rơi của nó. Điều quan trọng là thay thế bộ lọc này. Lần này tôi trực tiếp đổi nó thành thạch anh rỗng của Uvalet, quả bóng và vòng hai màu. Mang theo túi lưới của riêng bạn, cặn bã bằng nước sạch trước khi sử dụng. Bạn có thể đặt nó vào xi lanh để sử dụng. Vòng hai màu không chỉ có thể phân tán dòng nước mà còn nuôi cấy vi khuẩn. Quả bóng ăn rỗng bên ngoài nuôi cấy vi khuẩn tiêu hóa. Cấu trúc rỗng bên trong có thể thuận tiện cho anh ta nuôi cấy vi khuẩn đầy nắng. Như vậy bạn không cần lo lắng về vấn đề chất lượng nước trong bể này và vấn đề giảm axit sau này. 2 tiếng sau, cá nhỏ trong bể cơ bản đều đã hồi phục rồi. Chờ nó chậm lại một chút, trạng thái tốt hơn một chút, tôi sẽ mở bộ lọc lại. Lần này không có cá chết,